mọi người ơi, mọi người. Tụi mình quýnh lưới mà đóng ké dây quá anh em ơi, giờ không biết làm gì đây. Tay chân đâu mà lỡ mấy cái nô ké này anh em. Chết không? Căng lư luôn rồi anh em ơi. Thì giờ nước giờ bò lưới vô nấu luôn anh em ơi. Và dẫn liền anh em ơi. Tụi mình bách thân xe và xe nha anh em. Đi. Let's go. Ui dồi. Chơi gì vậy nè. Chân bấm là nhẹ rồi. Chơi luôn. Giờ luộc ui dũ với làm gì. Đeo à đây. Ây dô. Trầm nữa nó thu quen cái bụng, nó bó quen cái đóng cái gì luôn. Quá ké em ơi. Wow. Wow. Ây dô. Ây dô. Ké mọi người ơi, mọi người. Ké mọi người ơi, mọi người ơi. Mọi người ơi. Tụi mình quýnh lưới mà đóng ké dây quá anh em ơi, giờ không biết làm gì đây. Tay chân đâu mà lỡ mấy cái nô ké này anh em. Chết không? Căng lư luôn rồi anh em ơi. Thì giờ nước giờ bò lưới vô nấu luôn anh em ơi. Sao thùy quái không thể đéo ra được. Thùy quái giờ chưa xuất hiện anh em. Ké này anh em. Cái tính, cái ngách. Ôi dồi, căng lư luôn rồi anh em ơi. Sao mà cây này em hở đuối rồi anh em ạ. Hình như cái ổn nó bị lủng hay sao nó nhận được nước ở trong. Nó cỡ nó luôn, không sao, đừng dầm đá dầm cây nó không đeo chân được đâu. Nước luôn vô chân luôn này em. Đấy, mát không? Nước luôn vô chân mát không? Nó hơi mát mát luôn mọi người. Quay cho coi là đóng kia anh em, đóng mà nát lứ luôn anh em ơi. Cái kiểu này giờ bỏ tấm lưới vô sông canh chua nấu ăn luôn á. Chỉ giờ gỡ nấu anh em ạ. Tôi thấy có lần nào đi quên lưới mà được đóng ké như vậy không thấy? Chưa lần nào nha mọi người, lần này là phá kỷ lục luôn á mọi người. Được. Dạ thư ký giờ đội của mấy anh là hợp lý không? Cứ phá kỷ lục miết hả? Khá gì cũng phá kỷ lục hết. Cái gì ta? Rồi hồi đi là ké thứ như vậy. Mọi người. Wow. Mấy con chưa nó chưa xuất hiện ta. Chưa có thì quá. Chưa có chưa ông ơi. Anh em chờ đấu xem thử yêu quái nó có đéo nha anh em. Cái bầu làm gì vậy? Cái bầu đấy làm gì vậy? Em bỏ. Em bỏ ké nha mọi người, em bỏ ké. Hết rồi hả? Còn dài đến cái cây á. Gì vậy ơi? Ôi dồi, dính cái chép, dính cái chép. Cái chép nha anh em. Cái chép. Cái chép một sống, một sống. Một sống. Ôi dồi, tụi. Cái chép nha anh em. Dính cái chép nha anh em. Rồi bây giờ mai thả. Rồi, vô hộp. Để nó cho nó sống. Đợi chút là thả. Chút là thả. Em rồi đụng giật mạnh nó ra. Thư ký báo quá báo ơi. Từ đi tìm thư ký. Cái dầm chạm đỡ dầm rắn nó rít nó chu vô.
kế là em sách hết nổ anh em ơi. Mới kéo con nửa tâm lưới mà chầm là sách kế hết nổ anh em ơi. Tụi nó thấy nước sâu rồi, tụi nó bò mới lên bờ hết nha anh em. Kìa mà xì trắng lưới luôn anh em. Làm gì vậy? Mẹ ké con giờ phú ở chứ đúng rồi, anh em ơi, đừng trả bờ lắm. Nước sâu phải không anh em? Wow, lậu hé con chó luôn. Câu xong. Xong luôn. Nước chim một. Cười nha anh em. Mang bầu mang đồ chuẩn bị đừng ké, nhưng mà giờ rất tiếc là ké không có thể gỡ ngồi đồng được. Bây giờ gỡ ngồi đồng là chết tư khoai tư. Em giờ sáng mới hết ké nha anh em. Ké đóng quá gì? Ai mà ké là liên hệ em nha. Liên hệ nhanh đúng không? Cái nhảy tay bắt không? Được. Cái nhảy tay bắt đi. Làm món gì tay bắt, vô mình làm món cái nhảy ấy. Tâm chân mắm siêu kỳ khổng lồ nàng chanh đồ vô xong rồi vậy. Ủa là hết cái gì anh? Chưa. Hết. Chưa? Chưa là đóng ở dưới á. Ui. Em đừng có đụng cái nha. Đó, em xí tẹt tẹt lên. Wow, ghê. Đâu em vô. Đâu chuẩn bị kết thúc chiến. Gỡ. Cái miếu gì dữ anh? Không có, cùng cây dây à, em có sao đâu. Phải không vậy? Cô chưa. Thả... sao vậy? Không, thèo sờ thật quay xuống cái chúng cái ổ giống như ổ bài chuột đi dính cái tay nữa. Không sao đâu, dính cái tay em có anh lo mà. Rồi, giờ nói chung là mình tâm lưới thứ hai cũng mình cũng đã thu xong nha anh em. Chắc mình gọi theo mình suy nghĩ ấy, là nên dục lưới rồi đi về anh em à. Chứ giờ mang lưới này về nhà gỡ mệt lắm anh em à. Số lượng kia quá nhiều anh em ơi. Mọi người muốn biết nữa là mọi người hãy đón xem tập tiếp theo. Wow. Đâu xong rồi. Chắc một tấm lưới đóng phải nem bì kia kia nha anh em, nem nên bì kia. Nặng lắm. Ok. Siêu khủng. Thấy cái mọi người muốn hai tấm lưới mà ké nó đóng mà hai tấm đóng 10 cái ké nha anh em. Wow. Quá ké. Quá này. Đúng là gặp được. Đem mình gặp được cô thư ký là cũng như là chân ái đôi mình vậy. Cô thư ký là đánh đâu là thắng đó nha anh em. Hên quá hơn anh em ơi. Nhiều đây giờ nha, ba sáng. Nhiều đây giờ ba sáng mình thức trộn đêm nay đỡ gỡ ké nha anh em. Mà theo mình nghĩ là nên dục hai tấm lưới đi, ngồi đồng ngồi đi giờ cho nó phí. Ý kiến hay, ý kiến hay. Chăm. Vậy đợi chứ cho anh mày gỡ cho chết luôn. Rồi bye bye mọi người nha. Rồi đi giờ. Chết chung. Sùng ké hấp dẫn quá anh em ơi, thấy không? Thấy sùng ké là muốn ăn một bụng cơm nguội liền nha anh em. Nha anh em à, đó mình chuẩn bị sẵn một chén cơm nguội rồi nha anh em. Nó đem xét lại là ké nó thấm gia vị rồi, ăn rất là mặn mà và ngon miệng nha anh em. Chào tất cả mọi người nha, hôm nay team của mình mới đi đánh lưới ké, đó là ké ngắt nha mọi người. Giờ chế biến ra một món đó là cá ngắt xào xà ớt. Bây giờ team của chúng mình thưởng thức nha mọi người. Mời tất cả mọi người. Đúng rồi, giờ team của mình thưởng thức bữa tối nha anh em. Sau những lúc đánh lưới mệt nhọc nha anh em.
mời mọi người nha, mời anh em trong team ăn nha. Mời giờ tất cả vét cái tâm lưới đính giống ké mà nặng vậy tới anh em ơi. Xíu xíu nữa em có thử ăn, xíu nữa có thử ăn nha mọi người. Mình hết mồi không? Hết mồi anh em ơi. Có tưởng là hết mồi đi rồi. Mời mọi người miếng ké ngắt khò xẻo nha. Quay xung ké cho anh em xem đồ. Ngắt ké khò xẻo nha anh em. Tiệt quá lắm. Ok mời tất cả anh em. Nói chung là cái món gì mà do Phú Lơ trình bày và thực hiện là lúc nào cũng ngon quá nha anh em. Ok, siêu đầu bếp. Vua đầu bếp luôn nha mọi người. Rồi ok, bữa nay dẫn Phú đi thi luôn nha. Rồi em dùng thoải mái. Dạ. Mời mọi người nha. Mời anh, mời tất cả mọi người. Ok. Ăn ngon ngon quá anh em. Ngon ngon quá. Có ngon. Có ngon quá nha. Mà còn béo trời vô. Chớ có nồi chai dâu giờ máy bị uống béo. Anh em mình đi giờ mình mấy ước hết mà không giờ tới nhà thay đồ được luôn nha anh em. Anh em mình tranh thủ giờ hơi muộn anh em à, kéo dính nhiều quá, anh em mình rửa lâu chút nha anh em. Ngầu ăn xem rồi giờ nhà tắm rửa luôn là nó ngứa vừa. Có em thư ký là được xếp thanh lo cho đầu uống nên không bị ướt mình nha anh em. Rất là tuyệt vời nha mọi người. Xếp thanh rất là chu đáo tỉ mỉ cho em thư ký nha. Còn hai tụi mình thì được chỉ được đau tắt không nha anh em. Chung trong team mình chỉ có một em thư ký là nữ thôi nha em, phải ưu ái và ưu tiên cho em thư ký rất là nhiều, mọi điều tốt đẹp đều dành cho em thư ký hết nha anh em, đúng không? Nhiều đứa em gái trong nhà vậy anh em ạ. Nhà tôi không có em gái không ơi, nhiều thằng không à? Có chứ, được có một cô em gái. Tết chờ đi mua đồ Tết. Em đây. Đó cô thư ký nha mọi người. Đâu thư ký rồi. Sao không cầm thì theo làm vlog anh Phú dẫn em gái đi mua đồ Tết nha. Được. Giờ làm là Phú em dẫn thư ký đi Đà Lạt cho thư kiến chụp hình giữa chó. Ở ai lên Đà Lạt mà trẻ chụp hình giữa chó đúng không anh em? Nhìn nó chó Đà Lạt đẹp lắm. Ngon chưa? Ngon quá. Cảm ơn luôn. Đố bụng ăn gì cũng ngon em ơi. Anh hình như hết cơm rồi đúng không anh? Còn còn. Giờ nấu tiếp. Còn còn gạo dưới. Cái ngon quá nữa là team mình ăn rất là nhiều nha mọi người. Mình chọn ngon quá. Chọn luôn không? Mình tán nha anh em. Chán là xúc ké này là hết sợi nha anh em. Hết sợi của bà bảy. Đúng không? Anh em tụi mình làm rất là dân dẻ nha anh em. Rất là dân dẻ và rất là đơn giản nha. Nhưng mà rất là ngon. Kiểu đúng không? Kiểu quê món này đi. Là đều bếp ấy giờ mới nấu được. Mình nói đơn dân dẻ. Dubai à? Bên Dubai mới từ Tokyo. Thôi nhặt bạn hả? Tokyo hay là Okiki? Dần nấu cho mấy món Okiki vậy nha. Chú con trai ăn béo lắm anh em ạ. Thì ra là Phú nó bỏ dầu béo anh em ơi. Bỏ hết chai dầu. Mua chai dầu 1 lít mà giờ mình nấu nó có 3 món mà hết rồi anh em ơi. Team tụi mình nay là bắt đầu ít ăn cơm nhà rồi anh em ạ. Chú con trai ngon không? 10 giờ, bây giờ là 10 giờ rưỡi nha anh em. Anh em thích tụi mình làm clip về chủ đề đánh bách hay là ẩm thực anh em? Nếu anh em thích chủ đề nào thì hãy comment lên cho anh em mình biết nha. Để anh em mình làm theo nha. Đừng có biểu xanh heo rừng đồ chết á. Thế là thích clip Phú quay em thư ký. Rất nhiều chủ đề nha. Mọi người hãy comment ở dưới nha. Nào trùng khe nào anh em ạ? À? Anh sạch cơm luôn nha mọi người, sạch tiếng luôn. Cô thư ký này mỗi lần ăn cái chén là không còn phải rửa lại nha anh em. Chút nữa con chó là liếm sơ sơ là sạch lại nha anh em.
Cái chén bóng lố luôn anh em ạ. Không tin chồng giờ là giấy con chó đó liếm cái chén tôi cưới ba đứa là sạch rồi. Đó nó hơn luôn á. Cho thấy chén không liếm mà đâu. Cô nữa đâu liếm. Em hay dùng bình tráng dưa ghé được không? Ok không? Đây là công lao mình đã làm nên mà. Mà thưởng thức xứng đáng vậy đúng không? Ủa, ui dồi, ui dồi, một miếng này mờ mờ cả nhà thư ký. Mời cả nhà nha. Wow, đỏ tươi luôn ạ. Wow. Đã đâu, hai miếng to đeo thư ký. Ui dồi. Thư ký ăn kỳ của ta. Rất là ngon luôn mà coi. Vừa ăn dê về lại hợp với mình. Hợp không? Quá hợp luôn. Thì anh chị dành riêng, nấu cho riêng em ăn phải hợp chứ. Mặt thiếu ớt anh. Thiếu ớt. Thiếu ớt. Thiếu ớt. Vừa siêu là đỡ cho em tôi tí chén ớt nữa. Phu lơ là ăn cây không được anh em ơi. Điểm yếu của phu lơ là ăn cây nha anh em. Còn điểm mạnh của phu lơ là gì tao? Điểm cặn là gì? Cặn là nói bậy. Chứ không sửa bậy anh em ơi. Còn phu lơ tụi con chó nha anh em. Thầy sửa bậy lắm nha anh em. Ừ, em tôi cưới lửa ăn hết rồi. Lửa, trời, gom ớt lại đây anh em. Gom ớt lại. Lửa là mai mốt ghen. Em thư ký này chắc ghen lắm á nha anh em. Nếu mà có chồng hoặc là có người yêu là chắc ghen lắm á. Ui dồi, em thư ký dẹp ớt ăn. Phải ớt. Chết, chết, chết. Ui dồi, ui dồi, ui dồi, ngờ hết ớt luôn ạ. Ui dồi. Có nhiêu ớt là em thử cưới ăn hết anh em ơi. Chắc tình ta xe cách 3 dắt 3 mơ mọi người nha. Wow, ơi giòn. Giòn. Thôi em thử cưới cánh miếng bánh chén mà thầy thương. Phú thầy ớt, phú rung luôn. Chắc nhà em trồng nhiều ớt lắm. Bao là ớt luôn à. Cây rất là ngon nha mọi người. Ngon. Tại vì em rất là thích ăn ớt. Vậy là mai mình không nấu món ké kho xe ớt nữa. Bữa sau là mình nấu món ớt kho xe ớt nha anh em. Trời thư ký thích ăn ớt không à. Không thích ăn ké. Mình nấu là món ớt kho xe ớt. Món đọc là lạ. Thôi clip đến đây là kết thúc nha anh em. Nếu anh em thấy hay để lại cho tụi mình một like, một share, một đăng ký kênh nha anh em. Tạm biệt anh em nha. Tạm biệt anh em. Chào tạm biệt.